Sau 44 giờ nỗ lực, vẫn chưa thể cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35 mét. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay vẫn chưa thể cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35 mét. Như vậy, sau khoảng 44 giờ, nạn nhân mắc kẹt trụ bê tông sâu 35 mét vẫn chưa được cứu. Sáng nay ngày 2 tháng 1, trao đổi với phóng viên Dương Việt, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, vẫn chưa thể cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35 mét. Theo ông Bảo, ngành chức năng đã rất cố gắng nhưng hiện chưa thể đưa trụ bê tông sâu 35 mét lên được. Chiều hôm qua ngày 1 tháng 1, sau 18 giờ di chuyển từ huyện Tháp 10, máy khoan cọc nhôi chuyên dụng có tải trọng 35 tấn đã được đưa tới hiện trường cứu bé trai lọt vào trụ bê tông. Khi có thiết bị chuyên dụng trên, lực lượng cứu hộ bắt đầu khoan nhồi với lực đóng 35 tấn kèm với chức năng hút bùn đất xung quanh cọc bê tông sâu 35 mét. Tuy nhiên, sau vài tiếng sử dụng, máy khoan cọc nhồi đã dừng công việc do máy hoạt động không như dự tính, buộc phải dừng và đưa ra khỏi hiện trường. Như vậy, đến nay, tức sau khoảng 44 giờ, nạn nhân mắc kẹt trụ bê tông sâu 35 mét vẫn chưa được cứu. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp chưa cung cấp gì thêm thông tin về việc cứu người. Như Dương Việt đã thông tin, trước đó khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, bé Thái Lê Hạo Nam, 10 tuổi, cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nhặt xác. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong, đường kính 25cm, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35 mét. Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn xung quanh. Khoảng 30 phút sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi. Trong đó có việc dùng máy xúc múc quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Theo Ủy ban Nhân dân xã Phú Lợi, khu vực công trình nằm ở giữa đồng và được rào, cấm biển cảnh báo, chứ không phải trong khu dân cư. Qua thông tin ban đầu thì ngay xảy ra sự việc trước đó, các cháu đã vào khu vực công trình cầu Rọc Sen để nhặt xác, nhưng các công nhân phát hiện ra và đưa các em ra khỏi khu vực thi công rồi. Nhưng đến sau đó, các em này lại quay lại và xảy ra sự việc. 48 tiếng kể từ khi xảy ra vụ việc cho bé 10 tuổi rơi xuống hố sâu 35 mét tại Đồng Tháp, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực cứu hộ để đưa cho bé ra ngoài nhưng hy vọng sống không cao. Nỗ lực cứu hộ. Tính đến 11 giờ sáng ngày 2 tháng 1, công tác cứu hộ cho bé Thái Lý Hậu Nam 10 tuổi tại công trình cầu Rọc Sen trên tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình vẫn đang nỗ lực khẩn trương. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, động viên lực lượng cứu hộ và thăm hỏi gia đình cháu bé. Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã dùng thiết bị chuyên dụng khoan cọc nhôi tải trọng 35 tấn với mục tiêu sớm nhổ được cọc bê tông. Tuy nhiên, máy hoạt động không như dự tính, buộc phải dừng, chuyển phương án sang thận trọng, chắc chắn để đảm bảo an toàn cho cháu bé. Ngoài ra, còn có cần cẩu 50 tấn và 3 xe máy xúc đất hỗ trợ công tác cứu hộ. Dù phương án được lực lượng cứu hộ bàn bạc kỹ, tuy nhiên, tất cả không chắc chắn về sức khỏe hiện tại của cháu bé. Cháu bé không còn tương tác với bên ngoài, dù oxy vẫn được nạp liên tục vào bên trong hố cọc. Camera tại dự án ghi lại khu vực nơi cháu bé gặp nạn cho thấy nền đất ở công trường lồi lõm nhiều hố sâu. Nam, cháu bé nhỏ nhất trong nhóm, sẽ chân rơi xuống hố trong tích tắc. Miệng hố cách điểm cuối cùng trụ bê tông cắm vào đất khoảng 3 mét, không được đơn vị thi công lắp lại khi dời máy móc sang thi công mố cầu gần đó. Miệng hố hình phễu khi cháu bé sảy chân đã rơi vào trụ bê tông rộng 25cm. Ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp đang chỉ huy tại công trường cứu hộ cho biết, cọc bê tông gồm 2 đoạn dài 12 mét và 1 đoạn dài 10 mét, dưới cùng được bịt kín. Kết cấu này hạn chế bé trai bị rơi ra ngoài khi cọc được nhổ lên. Lực lượng chức năng sẽ xác định vị trí bé trai, sau đó mới tiến hành tháo từng đoạn khớp nối cột bê tông. Khả năng sống rất thấp. Trao đổi với phóng viên, nhiều gia đình nhận định 48 tiếng trong hố sâu 35 mét, rộng 25cm, điều kiện thiếu không khí, nước uống, thức ăn, cộng thêm việc dùng máy móc, cơ giới hạng nặng để khoan, cọc và tháo gỡ trụ thì việc sống sót rất thấp. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn liên tục nạp oxy và nước uống nhưng cháu bé vẫn không tương tác với bên ngoài. Trước mắt thực hiện công tác cứu hộ để sớm đưa cháu bé ra bên ngoài bằng mọi cách có thể. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải huyện Thanh Bình và người nhà vẫn túc trực chỉ đạo công tác cứu hộ, hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với cháu bé.
Về trách nhiệm của nhà thầu, ông Lê Hoàng Bảo cho hay xung quanh công trường có rào dây, cấm biển báo, camera giám sát xong đơn vị sẽ chấn chỉnh, đảm bảo an toàn khi thi công. Sau khi hoàn tất cứu hộ, ngành chức năng sẽ điều tra rõ nguyên nhân, xử lý sai phạm nếu có. Như đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022, cháu thấy Lý Hào Nam cùng ba bạn trong xóm ra công trình cầu Rọc Sen trên tỉnh lộ 857 xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình để nhặt sắt vụn. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong. Cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng và đã hoàn thành mố cầu hai bên. Mỗi mố được cố định bằng 3 trụ bê tông rỗng bên trong, độ sâu khoảng 35m. Vài ngày trước khi đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất những trụ đã cắm xuống, xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây. Khi vụ việc xảy ra, các bạn đi cùng hô hoán để được người lớn cứu nhưng bất thành. Sau đó lực lượng cứu hộ đã có mặt, triển khai nhiều phương án, trong đó dùng máy xúc múc xung quanh trụ bê tông tạo miệng hố rộng để nhổ cọc. Tuy nhiên, khi đào xuống khoảng 10m, lực lượng cứu hộ không thể rút được trụ lên. Nhóm cứu hộ bơm oxy và chuyên nước xuống cho nạn nhân uống, nhưng đến sáng nay vẫn chưa có tín hiệu nào từ phía nạn nhân.